buổi sáng ngày hôm đó trời lạnh âm 1-2 độ C. Thì cái anh chàng này ảnh tắt cái máy sưởi, anh nói mở máy sưởi anh không có quen, tại vì anh Việt Nam mới qua anh không có quen hít cái máy sưởi á. Cái anh nói hít vô bị chảy máu cam hoài á, nếu mà tắt thôi á mình vẫn bình thường, mình đắp mền lại mình cuộn tròn mình ngủ kỹ chút xíu thôi mình sẽ không lạnh, mình đỡ lạnh. Anh mở cái ban công ra, ta quay vậy đó, trời mát đạo quá. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của An. Thì đối với những ai mà chưa biết An á, An xin giới thiệu An là một real estate agent ở Houston, thuộc tiểu bang Texas ở Mỹ. Thì bình thường á, An làm mấy video clip về chia sẻ về kinh nghiệm khi mà đi làm realtor, kinh nghiệm về khi giao dịch bất động sản, hay là chia sẻ về những cái kiến thức, những cái thị trường của bất động sản diễn biến ra làm sao. Nhưng mà hôm nay An ngồi tám thôi, An nói chuyện về cái chuyện mà đi share phòng. Tại bữa nay á, An đi với một người bạn, cái người ta cũng kể về cái chuyện ta đi share phòng, ta gặp mấy cái chuyện hài hước, mắc cười lắm. Thì hôm nay An sẽ nói về cái chuyện đó. Thì thường thường á, cái lý do mà đi share phòng nó là sao? Tại sao người ta phải đi share phòng? À quên nữa, mà share phòng là cái gì? À share phòng có nghĩa là, ví dụ như chủ nhà người ta có một cái nhà, xong rồi cái nhà 3 phòng, mà chủ nhà ở 1 phòng thôi, không có xài 2 phòng kia, cái chủ nhà cho share lại, cho thuê lại, thì cái đó mình kêu là share phòng. Thì tại sao mà những cái có những người ta đi share phòng thì có rất là nhiều trường hợp, nó muôn vàn lý do, nó đủ thứ trên trời dưới đất hết. Thí dụ như là những người mà mới qua Mỹ, người ta không có quen biết ai hết, người ta hỏi ở đâu mà ở đâu cho share phòng thì đi share ở đó, đi vô đó mà thuê một tháng trả như Houston vậy đó, một tháng trả ở 300-500 tùy bao điện nước không, bao internet không, bao đồ ăn thức uống không. Đó, rồi xong rồi qua cái chuyện mà ở không có hợp với người thân. Sao không hợp với người thân, sao không hợp? Giờ Việt Nam mới qua thì ở chung với người thân. Bây giờ người thân á, người ta đi về là đúng giờ, 10 giờ tối là mọi nhà cửa đóng cửa hết rồi, không có đi khuya. Nhưng mà mình Việt Nam mới qua, nhiều khi mình có bạn mình gặp đi làm nè, đi học nè, gặp bè. Rồi mình gặp nhau, mình ăn chơi ở lộn, mình kêu là mình đi chơi, mình đi uống nước với bạn bè, mình 11, 12 giờ khuya mình về, thì cái đó lại không có hợp ý của cái người nhà của mình. Hay là mình nói cái chuyện là cái này là mình gặp, là bạn mình gặp luôn, con gái cái mới qua Mỹ ha, cái đi mới qua Mỹ được 3 tháng, cái đi học xong rồi gặp bạn thì xui sao, cái thằng này nó là anh trai, nó thấy mới qua, mình không biết gì, nó giúp đỡ, nó nhiệt tình, nó giúp đỡ bạn, thì nó giúp đỡ, nó chở nhỏ này đi về nè, chở đi học nè, xong rồi chở đi ăn nữa. Thì cái nói chung là cái ý gì thì mình không biết, nhưng mà trước mắt mình thấy người ta giúp đỡ mình rồi. Cái vô tình hôm đó chở về tới nhà thì gặp ngay cái lúc cái bà cô á, bà đi làm mới về, cái bà thấy thằng nào chở nhỏ cháu mình, cái bắt đầu ha, cái nói mày ha, mày mới qua Mỹ, mày quen này kia, mày biết người ta có đàng hoàng không mà mày dám kêu người ta chở về nhà. Trời ơi, nhưng mà thiệt sự chứ bạn bè thì cũng ngang tuổi nhau, 18, 19, 20 tuổi thôi, chứ đâu có mà làm gì người ta đâu. Vậy mà nhiều khi nghĩ vậy, cái đâm ra không có hợp ý nên mới phải đi xe phòng. Thì cái lý do thứ hai á, là cái lý do mà cảm thấy bị đối xử tệ. Ngay cái trường hợp của mình đi, mình nói hồi trước mình đi mới qua Mỹ thì mình có nhờ một cái người bà con cho mình ở chung. Thì nói là bà con thì bà con xa lắm, xa Đại Bác bắn tới nữa, nhưng mà cho mình ở chung thì đồng vô tình á, thì cũng có một người gọi là cũng bà con ở chung với cái nhà đó luôn, cũng bà con họ hàng dòng dòng luôn ở chung, thì cái thằng đó nó cũng bằng tuổi mình đó. Xong rồi cái người mà cho mình ở chung á, cái người chủ á, cái người bà con đó thì họ có một cái tiệm nail. Thì cái chuyện không có gì xảy ra, nếu như mà họ kêu tới một cái ngày họ kêu mình đi làm nail cho họ, thì mình vô mình ở chung thì họ kêu là thôi An đi làm nail cho tiệm của cô đi, rồi cô trả lương cho con đàng hoàng. Nhưng mà cái tính của mình á, mình làm nail không được, tại mình không có thích ngồi làm nail,
không phải cái vấn đề mình không có kỳ thị gì hết, nhưng mà mình làm nail không được, tay chân mình lỏng cỏng lắm. Rồi mình thích đi làm nhà hàng hơn. Thì bà cô đó bà cũng kêu cái thằng cháu của bà, cháu bả thì mình cũng là cháu bả, nói chung là hai người cũng ngang ngang nhau, thì cũng kêu là thôi con đi làm nail với cô. Thì cái thằng đó nó lại chịu đi làm nail nha. Còn mình không thích làm nail, mình đi làm nhà hàng, mình đi bưng phở, mình đi làm bếp, mình đi rửa chén. Đâm ra cái bả cưng đó hơn cưng mình. Giờ hai thằng cũng cháu hết. Vô cái nhà nó đi làm nail cho bả, thì bà có cái gì cái này cái kia cái nọ bả mua cho nó. Mình cũng không có gia đình bên này, thì bà mua cho, không có mua cho mình, bà mua cho nó không à. Mình thấy mình tuổi á, thì buồn buồn, tối mình gọi về mình tâm sự với gia đình của mình, kêu là mình cũng phải kể tội ai, nhưng mà mình tâm sự là nhớ nhà quá, bên này nó hơi khác xa bên Việt Nam quá, đó lúc mình mới qua khác xa Việt Nam quá, nhớ nhà quá, không muốn ở bên này, mình muốn đi về quá. Cái đó là buồn một thời khắc nào đó mình nói vậy thôi. Thêm chuyện nữa, chuyện mà quan tâm quá nhiều về đời tư, thiệt sự cái chuyện này nó xảy ra rất là nhiều người luôn. Nói chung là nó không có gì lớn lao hết, nhưng mà mình cái người mà ở chung á sẽ cảm thấy khó chịu. Mình nói ví dụ như là bây giờ mình đi thuê cái nhà, ấy lộn, thuê cái phòng, đi xe phòng, thì mình ở chung như vậy, thì mình ở chung với nhà bà con hay là nhà người lạ gì cũng vậy, có một cái mà người ta bị gọi là quan tâm quá nhiều. Là bây giờ mình mới qua Mỹ mình ở, nhưng mà mình có bạn bè, mình gặp bạn bè bạn mới, mình thích đi chơi chứ đúng không? Thì bây giờ mình thích đi chơi, thì ví dụ như mình 4 giờ chiều mình đi học về, xong rồi mình đi chơi với bạn bè luôn, bạn bè nó có xe nó chở mình đi chơi, thì mình đi chơi 6, 7, 8 giờ gì đó mình về, nó cũng sớm chứ không phải trễ. Nhưng mà người ở trong nhà gọi hỏi sao mấy giờ mày đi học về, sao giờ này mày chưa về, đúng là quan tâm. Nhưng mà khi mà mình nói là mình đi chơi, mình nói là mình đi chơi với bạn, mình nói là mình đi uống nước, thì mấy người đó lại suy nghĩ qua một cái hướng khác, nói là cái con này nó mới qua, cái thằng này nó mới qua Mỹ mà nó rập tập tành ăn chơi đi chơi đi đàn đúng bạn bè rồi. Không, nhưng mà thực sự nó không phải vậy, mình gặp bạn bè mình vui, mình thích kết bạn thôi, chứ bây giờ mình cứ về nhà cũng có ai đâu, mọi người trong nhà cũng đâu có đi làm về đâu, mình về chi, mình đi đây đi đó, mình biết thêm cái mới nó hay hơn. Hay là mình nói cái chuyện là mình ở nhà rồi, mình đang ở nhà đi ha, chủ nhà, người chung nhà, người ta đi làm hết trơn, nhưng mà xui cái nhà có camera, bước ra cửa cái đóng cửa lại, cái hỏi ôi mày đi đâu vậy, nói cũng đi chơi với bạn, nói ôi đi chơi gì sao hôm qua tao thấy mày đi chơi, giờ nay mày tao cũng thấy mày đi chơi. Cái vấn đề ở đây á là họ không phải là cái người lo tài chính cho mình, họ cũng không phải là cái người trả cho mình tiền hay bất cứ cái chuyện gì để mình ở nhà hết, mà quan tâm một cách thái quá như vậy thì nó rất là khó chịu. Đó cũng là một cái lý do mà khiến rất là nhiều người trẻ du học sinh hay là những cái bạn học sinh, người ta ở xa gia đình, người ta muốn dọn ra khỏi nhà, người ta không muốn ở chung nữa, người ta phải đi kiếm cái chỗ khác để người ta xem phòng. Cái tiếp theo á, nó là cái chuyện mà mình không có đủ tiền để mình đi ra thuê nguyên căn nhà. Tại vì mấy bạn, mấy anh chị cũng biết rồi, mới qua Mỹ không phải ai cũng có sẵn cục tiền mặt để mà người ta mua một căn nhà hết. Ở Houston nhà còn rẻ nha, nhà canh ly là 500-700 ngàn cái triệu đô, Houston chừng 200-300, 100-200 có một căn nhà rồi. Thì khi mà những cái người mà mới qua ở bên Mỹ á, thì họ lại phải đi xe phòng. Đơn giản là cái tiền xe phòng á nó rất là rẻ. Mấy bạn ở một phòng, mấy bạn trả chừng 300-500, ở Cali có thể cao hơn 500-700 một tháng cho một phòng. Phòng này là phòng ngủ, một cái phòng ngủ thôi, không có cái tiện nghi nào hết á, chỉ là vô ngủ. Thì cái chuyện không có, chưa đủ tiền, tài chính chưa đủ vững để mà mua nhà, thì xe phòng là giải pháp tốt nhất cho những ai mới qua Mỹ. Thì cái khó khăn nó sẽ gặp khi mà đi xe phòng nó là cái gì? Khó khăn cũng có, mà cái chuyện hề hước nó cũng có. Bây giờ chẳng hạn bây giờ nói cái chuyện một cái giai đoạn khác của mình đi, mình qua Mỹ xong cái mình có đi thuê nguyên căn nhà mình ở luôn ha. Mình thuê, tại vì cái ý của mình á là mình sẽ thuê xong rồi mình đi học,
đi học xong cái gom mấy bạn du học sinh đi học chung mình á về ở chung nhà cho vui. Thì mấy bạn thì mình cũng có nhu cầu ít bớt giảm bớt cái chi tiêu lại, thì mấy bạn học sinh cũng có nhu cầu đó, thì mình gom lại hết ở chung cho vui. Thì đâm ra khi mà ở chung á thì lúc đó là trong nhà ba phòng, nhà nhà hai hai two story, nhà ba phòng, thì mình ở trên lầu là ba người ở trong một cái nhà. Thì có một cái thời điểm á là đột nhiên có một cái người bạn đi học chung lớp cũng hỏi share phòng, nhưng mà thiệt sự là phòng trong nhà ba người ba phòng đủ rồi, không có dư. Thì nói chung là mình cũng cũng muốn giúp, thì mình nói thôi mày về đây mày ở chung phòng với tao đi, đem thêm mua thêm cái giường nữa chung phòng với tao đi, mỗi chia ra mỗi thằng phần nữa ở chung với nhau, rồi chừng nào mày kiếm được cái nhà khác cái phòng chỗ nào cho xe phòng á mày đi cũng được hết, không sao hết. Thì anh chàng nó đi về ở chung mình, thì anh chàng nó về thì mỗi thằng ngủ một giường ở trên ban công. Thì cái lúc đó là cái lúc mà ta tầm tháng 10, 10, 12 á, lạnh lắm á, 11, 12 lạnh, lạnh khủng khiếp. Cái đợt đó mình nhớ là 1, 2 độ C á, thì mình mới mở máy hít lên, máy máy hít máy máy nước máy máy sưởi á, nó phà trên nó phà xuống vậy nè. Thì mấy bạn biết là cái máy nóng đó, đó nhưng mà cái người nào mà cái niêm mạc của cái lỗ mũi người ta mỏng á, thì cái hơi nóng nó mình hít vô nó sẽ bị khô cái niêm mạc đó và nó bị rách làm cho chảy máu cam, chảy máu mũi. Thì mấy bạn biết làm sao không, chuyện không có gì lớn lao hết. Buổi sáng ngày hôm đó trời lạnh âm 1-2 độ C, cái anh chàng đó thì mình đang mở máy sưởi mình ngủ mà, buổi sáng mà, còn mình còn mới 5-6 giờ sáng à, thì mình đang còn đang ngủ là mình quen với cái giờ của Mỹ rồi, thì giờ đó mình còn ngủ là chuyện dĩ nhiên. Cái anh chàng này ảnh tắt cái máy sưởi, anh nói mở máy sưởi anh không có quen, tại vì anh Việt Nam mới qua anh không có quen hít cái máy sưởi á. Cái anh nói hít vô bị chảy máu cam hoài à, thôi đừng mở mở nữa. À thôi mình cũng hiểu, tại mình lúc mình mới qua mình cũng bị chảy máu cam hoài, mình cũng hiểu biết không. Thì anh chàng nó anh tắt, cái chuyện không có gì nha, nếu mà tắt thôi á mình vẫn bình thường, mình đắp mền lại mình cuộn tròn mình ngủ kỹ chút xíu thôi, mình sẽ không lạnh, mình đỡ lạnh. Để còn mấy tiếng nữa trời sáng rồi, anh chàng này hay cái rất là dễ thương luôn, đi ra cái ban công mình ở trên lầu mà phòng mình sát ban công nữa, anh đi ra anh mở cái ban công ra, mở cái ban công ra ta quay nè, anh đứng anh dang hai tay ra, mình hí mắt mình giờ mình thấy đứng dang hai tay ra. Trời mát đạo quá. Vậy đó rồi à, xong rồi anh đứng hỏi cái ừ lạnh quá, cái anh chui vô nhà anh lấy cái áo lạnh anh chùm vô, cái anh đi ra ban công anh đứng tiếp, đứng kiếp nó ô mát quá, trong khi mình trong này mình lạnh thấy bà nội luôn. Mà cái mình mới quạo mình đứng dậy mình cự biết không, là hôm đó là xém bính lộn luôn á. Mình nói thôi mày thích trời lạnh kiểu này á, mày làm ơn mày đi ra cái chỗ khác giùm tao mày ở, chứ mày ở trong cái này chịu gì nổi. Này không phải tao đuổi mà là bây giờ trời lạnh đã đành rồi, mày tắt máy sưởi thôi kệ không sao hết, này tao cũng hiểu. Mà đằng này mày còn chơi mày mở ban công nữa ai chơi. Lúc đó thôi xin lỗi bạn nha, bạn kiếm chỗ khác sớm sớm mà giùm mình bạn đừng ở chung với mình nữa. Thì cái chuyện tiếp theo á là thường thường đó là cái chuyện mà bếp núc ăn uống. Giống như bản thân mình đi xe phòng hồi trước. Đi xe cái phòng đó một tháng cỡ 400. Xong rồi chủ nhà thì không phải là khó. Chủ nhà kêu là nè bếp nè xài đi, đừng có ngại. Thì đúng mình không có ngại. Mình xài mình vẫn dọn dẹp clean up đàng hoàng, nhưng mà bị con cái mình đang ăn khuya. Biết không? Cái thường thường á tầm 12 giờ khuya hay là 2-3 giờ sáng cái mình lọ mọ ra bếp mình nấu ăn. Mình nấu mà không phải mình nấu cái gì nó ấy hết á, là mình nấu cơm chiên nè, mình làm cơm chiên, mình nấu cơm, nấu mì, mình chiên trứng mình ăn. Thì cái mình rất là nhẹ tay, nhưng mà đôi khi cái tiếng mà mấy bạn mở cái bếp ga, mấy cái bếp mà bếp ga nó có cái đồ đánh lửa bạn mở, mấy bạn nghe ta 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 thì lại kinh động tới chủ nhà. Thì chủ nhà ngủ không được, chủ nhà giật mình, chủ nhà cũng lớn tuổi khó chịu. Chủ nhà mới nói thôi mai mốt mày làm gì mày làm sớm sớm đi chứ làm trễ quá rồi sao được, tao không có ngủ được. Cái đó cũng là một cái khó, mấy bạn hiểu không? Lúc đó mình đi làm tới 9-10 giờ tối mình về thì mình đã trước 7-8 giờ là mình ăn bên ngoài rồi.
thì tới cái giờ đó mình thường hay đói. Nói chung là mình cố gắng mình nhẹ hết mức nhưng mà cũng không hợp ý người ta. Nói chung là mỗi người có mỗi cái kiểu khó tính riêng. Cái đó là mình ở với người Việt Nam nha. Gặp mấy bạn mà du học mà qua ở cái dạng mà ở chung với chủ nhà mà người nước ngoài á, thì hồi trước mình có cũng có một người bạn ở chung với cái người đạo Hồi, thì vô trong nhà nấu ăn gì cũng được nhưng mà không được nấu thịt heo. Tại đạo Hồi tao không ăn thịt heo, Hồi giáo tao không ăn thịt heo, bây giờ không có cho ăn thịt heo, bây giờ ăn thịt bò xì tét được, nhưng mà về chiên làm miếng sườn sườn nướng ra đồ mật ong cái quét lên ngon không được. Nhưng ở chung đạo Hồi không được nấu thịt heo, cái đó cũng là một cái khó. Nó nhiều cái khó, mình nói ví dụ như cái chuyện mà xài nước đi, vệ sinh mình bị vệ sinh tắm rửa hay đánh răng mình xài nước, thì cái thói quen của mình á, thường thường á là mình mở cái giò nước ra, mình đứng mình đánh răng, cái giò nước nó cứ chảy, đánh xong cái mình rửa cái bàn chải rồi mình tắt cái giò nước mình đi vô thôi. Vô tình mình đang đánh răng, cái người chủ người ta đứng ngoài người ta nghe cái tiếng nước chảy, cái người ta nói chứ trời ơi sao mày để nước chảy gì mà uổng quá, cuối tháng tao trả tiền nước chết tao luôn á. Thì đúng, nó là một cái lãng phí chứ không phải là không, mình không có nói là mình đúng. Nhưng mà cái này là cái thói quen sinh hoạt của mình rồi, cũng có nhiều người người ta có cái thói quen sinh hoạt của người ta vậy. Nhưng mà nếu như mà người ta có một cái nhà riêng hay là người ta thuê một cái nhà riêng thì cái đó là gian sơn của người ta, của mình rồi. Đó là cái nhà của mình, cái chỗ của mình, không có ai phàn nàn, không ai cầm lên mình hết. Còn không á là cái chuyện mà thời tiết nóng lạnh đi ha, cái chuyện mà thời tiết nó lên xuống, bữa nay lạnh mai nóng, cái vấn đề nó không phải cái chuyện đó. Cái vấn đề á ở chỗ á là ví dụ như bữa nay trời lạnh nè, hả, mình lạnh quá mình muốn mở máy sưởi, nhưng mà cái người chủ nhà á, người ta tiết kiệm điện, người ta không muốn mở máy sưởi, người ta thà ta rất mệt, ta mặc áo nhiều áo vô để người ta không có lạnh, người ta không cho mình mở máy sưởi thì mình phải chịu, mình không có nói gì được ta, tại ta là chủ, ta bao điện nước, ta là chủ, mình không nói được. Hay là cái chuyện trời lạnh, ấy lộn trời nóng thì mình phải mở máy lạnh. Giờ bây giờ Houston nóng cả 100 độ F, làm ba mấy 40 độ C đó, thì nóng vậy ai chịu nổi? Thì mình mới mở máy lạnh, mình phải mở máy lạnh để mình mát chứ đúng không? Nhưng mà cái người chủ nhà thì người ta lớn tuổi rồi, người ta chịu lạnh nóng được, người ta thấp là trời nóng vậy nè, tạm ai ta chịu được, mình chịu cũng được, mà ta kêu chứ thôi mày đừng có mở máy lạnh tao lạnh. Nhưng mà nhiều một số người người ta do là người ta tiết kiệm điện, người ta không có muốn xài điện, người ta sợ cuối tháng trả tiền nhiều, thì mình cũng phải chịu, mình đi xe phòng mình cũng phải chịu, chứ mình cũng không có nói gì được người ta. Còn cái chuyện mà đi xe phòng mà cái dịp cái mùa mà Covid này á là còn vui nữa. Chuyện vui không biết của ai, nhưng mà chuyện buồn của người ta, của mấy người đó, thì cái chuyện này mình kể thôi, mình cũng có người này ở Cali người ta kể cho mình nghe, phải không? Không biết là Houston có cái chuyện này không, chứ nó là cái người này đang xe phòng với hai ông bà già, người ta cũng lớn tuổi rồi, thì người ta đang xe phòng với họ. Thì cái người này là cái người làm neo, người ta đi bình thường, không có dịch á thì người ta đi làm neo bình thường. Nhưng mà cái lúc mà dịch ập vô á, mấy bạn nhớ không, cái đợt mà dịch mà đợt ập vô cái bắt phải shut down hết, đóng cửa hết, không có được đi làm, thì mấy bạn, thì cái người bạn mình ở nhà, anh chàng này ở nhà, anh chàng này không có đi làm, thì lúc đó là bắt đầu có những cái research, có những cái bài báo nói về cái người già là cái người mà dễ bị nhiễm, lây nhiễm Covid nhất đó, cái người trẻ cái sức đề kháng người ta cao, người ta rất là khó bị bệnh. Đâm ra nó xảy ra cái trường hợp khi mà mọi cái business nó mở lại, nhà hàng tiệm nail mở lại, thì cái anh chàng này muốn đi làm lại, tại vì mở lại thì mình phải đi làm lại để mình có tiền để mình trả cái tiền xe phòng chứ, đúng không? Nhưng mà không, cái chuyện là nó không đơn giản vậy đâu. Mấy cái người, hai ông bà già đó, là hai cô chú già đó, là hai cô chú nói chứ thôi mày đừng có đi làm, mày đi làm là mày đem dịch bệnh về, nhưng mà giờ không đi làm rồi tiền đâu trả tiền xe phòng, bill bỏng, bill xe, bill này, bill kia, tùm lum thứ bill cũng phải trả vậy. Cái đó là cái khó. Mày đi làm á, mày đi làm thì mày đi luôn đi, chứ mày đi làm xong rồi mày đi về nhà mày lây cho bệnh cho tụi tao là tụi tao dễ bị lây bệnh lắm. Thôi tụi mày, một là mày không đi làm, còn mày đi là mày đi luôn, kiếm chỗ khác mà thuê.
thì đâm ra cũng có rất là nhiều người phải đổi cái chỗ thuê, cái chỗ mà xem phòng phải đổi qua cái nhà khác, những cái nơi là cái chỗ nào mà người chủ người ta cho mình đi làm trong cái thời điểm này, cái đó nó là một cái khó. Vậy cái chuyện mà đi xe phòng này là nó từ đâu ra? Cái chuyện mà làm sao có người nghĩ ra được là cho xe phòng? Thì có cầu chắc chắn là sẽ có cung. Có người người ta có nhu cầu, người ta muốn ở một phòng, người ta muốn thuê, cái tiền thuê cái giá rất là rẻ, cái chi phí mình giảm tối thiểu chi phí thì chắc chắn là sẽ có cái người sẵn sàng cho xe ha. Mà mình thấy nhiều người hay lắm nha, người ta nghĩ ra muôn vàn cách để mà cho xe phòng luôn. Thì cái chuyện xe phòng này nó là cái chuyện kiếm thêm thu nhập, nhưng mà người ta nghĩ ra rất là nhiều cách. Thí dụ như mình nói giờ cái nhà ba phòng đúng không, người ta ở một phòng, người chủ nhà là ở một phòng rồi còn dư hai phòng cho xe ra, chuyện nó bình thường, không có gì để nói hết. Rồi mỗi người 400 tháng, không có gì để nói, hai người 800, xong rồi còn nghĩ ra cái trò này nữa, xây thêm cái phòng ở phía sân sau á, mình không biết có xin ở đâu hay không, là cái ban quản lý cái khu nhà không thì mình không biết, hay là nhà khu đó không phải sân bay, thì xây ở sân sau như vậy nè, rồi trang trí, rồi xong rồi cũng lắp tường vô, rồi cũng gắn máy lạnh vô, thành cái phòng cho thuê hay ha. Xong chưa hết, sửa cái gara thành cái phòng ngủ. Mà bình thường á nha, nếu như một cái nhà nào mà có nguyên một cái gara mà cái cửa nó liền nhau luôn á, ok, thì coi như là một phòng đi, đúng không? Tại vì cái cửa nó liền nhau rồi, cái cửa gara nó liền nhau thì coi như thành một phòng cho ta thuê trong đó. Gặp cái nhà ha mà hai cái cửa gara nó rời nhau, đúng không? Cũng như là hai cái cửa gara nó độc lập, nó không có dính dáng gì nhau hết, thì cái người chủ này á, người ta ngăn một cái vách tường ở giữa hai cái cửa gara đó, ngăn một cái vách, đúng không, sâu vô cho tới trong nhà, vậy là thành hai phòng, thế là cho xe được hai người. Hay vậy đó, là người gọi người ta cũng gắn gì, cũng gắn máy lạnh luôn chứ không phải không, cũng gắn, cũng hay lắm. Nói chung là người ta có cái cách, người ta chế biến bất cứ nơi đâu thành một cái chỗ để người ta kiếm thêm thu nhập. Cái đó là mình cũng là cái hay, nhưng mà mình cũng cần những người nào mà đang có ý tưởng đó thì cũng cần tìm hiểu xem cái chuyện đó có hợp pháp hay không. Tại vì theo mình biết thì cái chuyện hình như là ở gara nó không có hợp pháp thì sao á. Đó. Hay là mấy bạn xây thêm cái phòng ở phía sau mà mấy bạn không xin ở sân bay cũng không được. Đại loại là như vậy. Thì qua cái video này á, An cũng muốn tâm sự với mấy bạn về cái chuyện mà đi xe phòng. Hồi xưa An đi xe làm sao, An gặp vụ gì, có vui không, nó mắc cười không, nó hề hước ra làm sao. Nó gặp, nói chung là vui có, buồn có, nó cũng nhiều thứ hỉ nộ ái ố lắm. Nhưng mà qua đó á, An cũng muốn như chia sẻ cái kinh nghiệm khi đi xe phòng. Thì thí dụ như là mấy bạn mà muốn đi xe phòng, mấy bạn phải chuẩn bị tâm lý trước là mấy bạn sẽ có thể sẽ không hợp ý với người chủ nhà. Thì qua đó cái chuyện mà mình không hợp ý á, thì mình phải sao, mình phải gọi là tự cân bằng cái cách sống của mình làm sao đó để phù hợp với cái người chủ nhà, để không có mất lòng, để mình đỡ được lâu dài. Thí dụ như mấy bạn gặp cái người tốt ha, người ta coi bạn như con cháu trong nhà, người ta đi làm về, người ta có đi chợ, người ta mua đồ ăn, người ta nấu cho bạn ăn, đúng không, thì người ta mời bạn ăn chung thì bạn vui vẻ, bạn cứ vui vẻ, bạn ngồi bạn ăn chung với người ta, tâm sự với người ta những cái chuyện, nói chung là chuyện nào bạn muốn tâm sự thì bạn tâm sự, gọi là mình kết thân với người ta chút xíu. Người ta nấu ăn cho mình thì nếu như là An á, người ta nấu ăn cho mình thì mình chịu cái tiền chợ ngày hôm đó cho người ta cũng được, không sao hết. Cô chú anh chị ơi, hôm nay chị nấu em ăn, em cảm ơn, đồ ăn ngon lắm, tiền chợ để em chịu nha. Còn người ta không chịu thì ngày mai mấy bạn đi chợ về, mấy bạn mua đồ về, các bạn làm cái mua cái gì đó nhìn nó ngon, các bạn đãi người ta buồn, cái đó cũng là một cái cách sống để làm sao mà người ta không có xỉ xói hay là không có ghét mình, mình cũng lấy lòng được người ta, mình cũng sống dễ hơn nữa. Hay là cái chuyện rất là đơn giản đi, người ta đi chợ, người ta nấu cho mình ăn mỗi ngày luôn, đúng không, thì cái chuyện rất là đơn giản là mình gì, thôi anh chị cô chú bác ơi, cho em chia đôi tiền chợ đi, em anh chị cô bác nấu ngon quá, em ngày nào cũng ăn, thôi em chia đôi tiền chợ nha. Thì đó cũng là một cái cách mà mình sống sòng phẳng, sống mình biết trước biết sau, biết đây biết đó, để cho người ta có cảm tình với mình hơn. Cái tiền nó không có bao nhiêu,
Nhưng mà thí dụ đừng có ăn lớp tờ, đừng có ăn ba cái đồ mắc tiền thôi, chứ mà ăn bình thường ba cái bình thường thịt heo thịt bò mấy đó nó không có nhiêu tiền cho cả tháng hết á. Mấy bạn chia đôi, đổi lại mấy bạn có cái bữa cơm, mấy bạn không có phải đi ra ngoài ăn, đi ra ngoài ăn nó còn mắc hơn đi đi đi, đi nấu ở nhà gấp nhiều lần nữa. Thì cái đó cũng là một cách bạn tiết kiệm chi phí, nhưng mà đồng thời nó cũng là một cách bạn thể hiện cho người ta biết à, mình sống sòng phẳng, mình người ta nấu cho mình ăn thì mình chia cái tiền đồ ăn với người ta, là như vậy là quá quá sòng phẳng rồi. Thôi hôm nay An nói tới đây thôi, nói cái chuyện mà xe phòng này kia kia nọ nói tới đây thôi. Nếu mà sau cái video này á, ai mà đang có dự định đi xe phòng mà nghe An nói xong mà sợ không dám đi xe á, thì mình muốn đi thuê nhà hay đi mua nhà gì á, cứ gọi cho An, hỏi thoải mái 24/24 luôn. Còn mà ai mà muốn cản ai mà đi xe phòng á thì cứ share cái video này ra cho người ta đi, chia sẻ ra, gửi cho người ta, đặt câu hỏi xong. Nhiều khi người ta sợ, người ta không dám đi xe phòng, biết không? Xe phòng nó có chuyện vui, có chuyện buồn, nhưng mà không phải lúc nào cũng vui mà cũng không phải lúc nào cũng buồn. Thôi, xin chào mọi người và nhớ 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 subscribe, bấm cái nút theo dõi ở dưới đây nè. Đó, có cái chuông kế bên nữa, bấm vô luôn. Hẹn. Bye bye.